Hoàng thân Humber, tác giả Henrik Wenkler, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Cảnh 4. Hoàng thân von Humber tiến tới trước sân khấu. Và giờ đây, ta vào thế giới của em. Tuyệt trần, em được nâng lên trong ngọn gió em. Khăn choàng em như cánh bướm lộng gió. Thần may mắn, em đã chạm vào làn tóc đó. Tươi cười, em ném găng tay khi đang bay. Từ lâu trong làng trái cây, giờ đây, con của thánh thần, ta tìm em. Khi em thoát khỏi tay, phải tóm em trên chiến trường và lật đổ toàn bộ kho báu của em dưới chân mình. Dù là xiềng xích sắt khổ hình, em bị buộc vào cổ xe chiến thắng của quân Thụy Điển. Hồi 2. Cảnh bãi chiến trường Fehmarn. Cảnh 1. Đại tá Cockwitz, bá tướng Hohenzollern, đại quý von der Gohn và các sĩ quan khác lên đầu đoàn kỵ binh. Đại tá Cockwitz ngoài sân khấu, kỵ binh dừng lại xuống đất. Hohenzollern ngoài sân khấu, dừng lại, dừng lại. Đại tá Cockwitz, ai giúp ta xuống ngựa các bạn ơi? Hohenzollern và Gohn, có tôi đây, xin mời. Họ quay vào hậu trường. Đại tá Cockwitz ngoài sân khấu, ta cảm ơn, xịt cái đồ mắc dịch. Cầu Chúa ban cho các ngài thằng con đáng đức và làm như trên khi các ngài đến ngày tàn. Ông tới theo sau là Hohenzollern, Gohn và những người khác. Trên ngựa ta trở lại tuổi trẻ huy hoàng. Nhưng khi xuống, lại bắt đầu cuộc chiến. Xác và hồn đánh trận để lìa tan. Ông nhìn quanh, chỉ huy chúng ta. Đâu? Điện hạ hoàng thân, Hohenzollern. Hoàng thân sẽ gặp lại chúng ta trong giây lát. Đại tá Cockwitz, dễ ngài đi đâu mất? Hohenzollern, ngài phi ngựa vào một làng gần đây, nấp trong bụi và sẽ hiện ra ngay. Một sĩ quan, ngài đã ngã ngựa hồi hôm, có phải? Hohenzollern, tôi cũng nghĩ là chắc vậy. Đại tá Cockwitz, ngã ngựa sao? Hohenzollern, nhưng không hề đau. Ngựa ô hoảng sợ khi gặp cơn xe gió, nhưng ngài chỉ luồn khỏi yên cương, thế đó, không làm đau. Mọi người chơi lo âu. Đại tá Cockwitz trèo lên một ngọn đồi. Một ngày đẹp thật như ta thờ hương cuộc sống. Một ngày mà Thượng Đế luôn hy vọng dành cho điều êm dịu hơn chiên chinh. Dần dương hồng xuyên qua mây thanh bình, còn con tim bay cao mừng hớn hở cùng sơn ca và hương hoa trên trời chớm nở. Gohn, ngài đã gặp thống chế độc Flint chưa? Đại tá Cockwitz tiến tới. Phỉ thùi chưa? Đức ngài hình dung chuyện dư thừa. Tôi có phải là mũi tên, chim hay ý nghĩ? Để ngài cử tôi bay khắp chiến trường không nghỉ. Tôi ở cùng quân tiên phong trên đỉnh Haken, nhưng thông chê biến mất bao phen, nên tôi đến gặp lại kỵ binh dũng cảm. Gohn, ngài ấy sẽ phật ý, theo như tôi linh cảm, ngài ấy có gì cần tâm sự với ông? Một sĩ quan, hoàng thân chỉ huy vừa mới đến xong. Cảnh 2, hoàng thân von Humber buộc một dải băng quanh bàn tay trái, những người như cảnh 1 đi trước. Đại tá Cockwitz, chào chàng hoàng thân, trẻ trung cao quý. Ngài ở trong làng, tôi đây chú ý, dàn kỵ binh trong thung lũng sâu. Tôi nghĩ rằng ngài sẽ cho tôi lập công đầu. Hoàng thân von Humber, chào Cockwitz, xin chào các bạn. Ông biết là tôi tán đồng với ông trong chiến trận. Hohenzollern, em làm gì trong ngôi làng kia mà trầm trọng khi quay về? Hoàng thân von Humber, em ở trong nhà nguyện, xuyên qua những bụi cây lai chuyển. Khi chúng ta đến gần, giờ đã điểm. Giờ kinh chiều, điều gì đó thúc đẩy em đến mặc niệm trước bàn thờ dán tên. Đại tá Cockwitz, một thanh niên sùng đạo thì đã hẳn. Hãy tin tôi, vinh quang, may mắn và chiến thắng dội lên việc làm như lời cầu nguyện ban đầu. Hoàng thân von Humber, điều tôi muốn nói Henrik không phải thế đâu. Chàng kéo bá tước ra riêng về phía sân khấu. Đọc Flint không phải nói gì về em vậy khi đọc lệnh truyền gian vậy. Hohenzollern, em lơ đãng, anh thấy rõ chuyện này. Hoàng thân von Humber, lơ đãng phân tâm, em không hiểu cơn sai, khiên lạc hướng khi nghe ngài đọc. Hohenzollern, may thay lần này không có gì nặng nhọc. Truss và Henning dẫn đội pháo binh có nhiệm vụ tấn công địch tình. Em có sứ mạng ở đây chờ đợi trong thung lũng cùng kỵ binh can thiệp tới cho đến khi được gửi lệnh tấn công. Hoàng thân von Humber im lặng và mơ mộng sự cố lạ lùng. Hohenzollern,
Gì thế hả anh bạn? Anh nhìn chàng, người ta nghe một phát đại bác. Đại ta có phích. Ôi các ông, ôi lên ngựa, là Henning, trận đánh đã bắt đầu, họ đều leo lên đồi. Hoàng thân vua thân vua. Ai? Gì đâu? Hồn hồn cho lên. Đại tá Henning, ạc chơ hỡi, đã luồn qua lưng Van Rijn mà tới. Từ trên cao em sẽ thấy chuyện xảy ra. Gôn từ trên đồi cao, thật đáng gờm, hãy nhìn ông triển khai dọc sông ra xa. Hoàng thân vua thân vua, đặt tay lên dầm mũ, là Henning đằng kia, bên cánh phải. Hồn hồn cho lên. Dần, đúng vậy. Hoàng thân hô bên hôm bơ. Quỷ thật, hôm qua ông ta bên canh trai xuất binh. Nhiều phát đại bác xa xa, đại ta có tuyết. Sấm chúa trời. Kìa, 12 hỏng súng trong đội binh. Van Rijn đã chìm vào Henning nguy biến. Sĩ quan thứ nhất, trận đánh tuyệt vời. Đòn chặn đứt, quân thủy điển. Sĩ quan thứ hai, chúa lòng lành họ cao như tháp chuông. Từ ngôi làng đằng sau họ điên cuồng. Những phát súng gần hơn, gôn. Này là Justin, hoàng thân Van Hamber, Just đến. Đại ta có tuyết, Just dũng là ông ta, đến của Henning từ phía trước mà. Hoàng thân Van Hamber, sao Just hôm nay lại ở ngay chính giữa? Những viên đại bác dữ dội, gôn. Ôi trời ơi, hình như ngôi làng đã bốc lửa. Sĩ quan thứ ba, thề danh dự, làng đã cháy bùng. Sĩ quan thứ nhất, làng cháy, làng đã cháy bùng, những ngọn lửa liếm tháp chuông nhọn. Gồn, sĩ quan liên lạc Thụy Điển nháo nhác, lộn xộn. Sĩ quan thứ hai, họ sao động à? Đại ta có tuyết, ở đâu, ở quanh ta? Sĩ quan thứ nhất, bên cánh phải. Sĩ quan thứ ba, thật thế, thành từng cột. Cả ba trung đoàn, có thể nói họ củng cố cánh trái nhiều hơn. Sĩ quan thứ hai, thề danh dự, kỵ binh tiến tới, để phủ cuộc hành quân cánh phải đang chớp giới. Hồn hên sơ lên cười. Họ bỏ trốn khi đã lộ ra ngoài. Còn chúng ta bị lừa trong thung lũng ngồi chơi. Bắn súng muske. Đại ta có tuyết. Kìa anh em hãy nhìn xem thử. Sĩ quan thứ hai. Lặng nghe thử. Sĩ quan thứ nhất. Có tiếng súng muske. Sĩ quan thứ ba. Những người đó đụng độ khi rút lui. Chúa lòng lành tôi chưa bao giờ nghe. Tiếng pháo nổ sấm giật gió dùi. Hồn hên sơ lên. Bắn đi làm nổ tung tận lòng trái đất, vết nứt làm mộ cho người đã khuất. Im lặng, tiếng reo chiến thắng đằng xa. Sĩ quan thứ nhất, đức ông trên kia reo khúc khải hoàng. Rankin đã xoay hết nửa vòng tròn. Hồn hồn sơ lên, không, nói đi, có phải. Gôn, chúa trên trời các bạn ơi, bên cánh trái, pháo nổ giòn, quét sạch cuộc rút lui. Mọi người, chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng thật vui. Hoàng thân Van Hamber xuống khỏi đồi. Tiến lên có phía theo tôi nhé. Đại ta có phía. Bình tĩnh các con, bước khẽ. Hoàng thân Van Hamber. Tiến lên, nhiệm vụ đến rồi, hãy theo tôi. Đại ta có phía. Bình tĩnh mà, ta đã nói rồi. Hoàng thân Van Hamber. Đầy đó đời đời trong địa ngục. Đại ta có phía. Điện hạ này hôm qua trong lĩnh vực đã ra quy ước chờ dấu hiệu xung phong. Gòn, hãy đọc lại chỉ thị cho hoàng thân. Hoàng thân Van Hamber. Chờ dấu hiệu này có viết ông phi ngựa quá chậm. Dấu hiệu là từ trong tim, nhanh lắm. Đại ta có viết, lĩnh đâu? Hồn hồn sơ lên, anh giang em một câu. Đại ta có viết, từ trong tim chắc hẳn. Hồn hồn sơ lên, Arthur, việc lý lẽ mới là người chiến thắng. Gôn, đại tá hãy nghe đây. Đại ta có viết bị xúc phạm. Chàng trai kia, người giam nói giọng này. Con nghẽo ngươi đang tung tăng trên đó. Ta sẽ kéo nó theo đuôi ngựa mình rúng ró. Tiến lên đi nào các ông. Kèn tấn công. Cosmic. Ở đúng nơi nào tấn công. Gần với Cosmic. Henning còn chưa đến sông Rai như ước hẹn. Sĩ quan thứ nhất. Hãy lấy ngay thanh kiếm lệnh. Hoàng thân Van Hamber. Kiếm của ta. Của ta sao. Chàng đẩy kiếm ra. Đi nào. Đồ vô lại hỗn hào. Còn chưa biết 10 điều sang ở Brandenburg đây. Đẩy kiếm của ngươi. Và chiếc bao bóng bẫy. Chàng giật thanh kiếm ở thắt lưng sĩ quan thứ nhất. Sĩ quan thứ nhất lảo đảo. Hoàng thân, hành động này là sao? Hoàng thân Van Hamber tiến về phía anh này. Nếu ngươi còn mở miệng hỗn hào. Hồn hồn sơ lên. Im đi, người điên đấy chắc. Hoàng thân Van Hamber trả lại kiếm. Theo lệnh ta lập tức bắt hắn đưa về tổng hành dinh. Với cơ thuyết và các sĩ quan khác. Các ông, bây giờ chỉ thị theo tình hình. Nhục nhã tên vô lại không nghe tướng trong trận đánh. Ai còn ở lại né tránh. Đại ta có biết. Ngài có nghe. Vì sao lại qua nhiệt cuồng.
Hoàng thân sẽ lên dễ hòa. Đó chỉ là một lời khuyên suông. Đại gia Covid, ta theo ngài đi tới. Hoàng thân Vương Thấm Bơ điềm tĩnh lại. Đưa hắn đi, nào tiến lên, anh em sắp tới.